Hi, xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái vấn đề rất là hay ở trong cái ứng dụng Squidcoin. Đó là một vài bạn nhá, hiện tại đang hỏi mình là có rút được tiền ở cái ứng dụng này hay không và có bán được cái đồng coin đó hay không. Bây giờ thì mình cũng sẽ làm một cái video này để mà giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn và cách rút tiền như thế nào nhé. Thì ở cái ứng dụng này, nó là một ứng dụng có mặt là từ năm 2018 đến bây giờ. Và trong năm 2022 này đấy thì nó mới bước sang cái lĩnh vực tiền điện tử, là nó kết hợp với tiền điện tử để tạo ra được một cái xu hướng mới là đi bộ và kiếm được tiền, gọi là nâng cao sức khỏe đấy. Nhưng mà mình bỏ qua cái chuyện đó chút xíu, cái vấn đề các bạn đang quan tâm ở đây đó là làm sao để rút được tiền trong cái Squidcoin này. Thì ở đây thực sự ra nó chưa cho mình rút tiền đâu, là mình rút ở đây là mình đang chuyển nội bộ với nhau. Và một số bạn đang có nhu cầu muốn mua cái đồng Squid, đúng không? Muốn mua cái đồng Squid để mà khi mà nó lên trên sàn á, thì bạn sẽ gọi là bây giờ mình đi mua lúa non ấy, những người mà người ta trồng lúa mà người ta không có thời gian chăm sóc á, thì người ta bán lúa non, bạn sẽ vào bạn mua lúa non ở chỗ này. Thì trên cái nhóm Squidcoin Việt Nam ấy, thì có rất là nhiều bạn đang có nhu cầu mua cái đồng Squid này. Và những bạn mà đang có thì cũng có nhu cầu muốn bán, tại vì cũng không biết là cái độ thành công của cái ứng dụng này nó đi về đâu và đi tới đâu. Hoặc là người ta có nhiều quá, người ta muốn bán bớt lại để người ta lấy tiền ra. Đây là nhóm Squidcoin của Việt Nam nhé. Và nếu mà các bạn đang có nhu cầu muốn giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm gì đó, hoặc là có nhu cầu muốn mua bán cái gì liên quan đến đồng Squid á, thì các bạn sẽ vào trong nhóm này ha. Thì mình cũng sẽ để cho các bạn cái đường link ở phần mô tả video đó, link của cái nhóm này các bạn sẽ vào trong đây nhé. Để anh em Việt Nam chơi với nhau. Hiện tại thì cộng đồng của nó ngày càng phát triển rồi. Thôi như vậy thì mình sẽ quay lại cái vấn đề chính của hôm nay. Mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển cái đồng Squid này ha. Bạn chỉ cần vào trong cái phần là tài khoản, mọi người đều có cái tài khoản phải không, thì mình bấm vào trong đây nè. Ví dụ như của mình là chữ H đúng không, mình bấm vào chỗ chữ H này. Rồi ở đây thì bạn sẽ nhìn thấy là một cái là following, một cái là follower. Thì cái following này là những người mà mình đã kết bạn với nhau rồi, còn cái bên đây là những người mình chưa kết bạn nè. Và bây giờ cái bên cái này á, thì mình sẽ tìm cái tên của người ta. Ví dụ như cái bạn này đi không, là chưa có kết bạn với mình, thì giờ mình sẽ bấm vô và mình kết bạn ha. Bấm vô follow nè và mình kết bạn, mình bấm vào trong cái tài khoản của anh ta đó. Thì ở đây bạn thấy có cái nút là send đúng không, nút send thì mình bấm vào send nè. Và ở đây thì mình có thể là mình chuyển cho họ cái đồng Squid, ví dụ mình chuyển cho họ một đồng Squid nè, rồi mình bấm vào cái mục là send chỗ này. Và ở đây thì bạn có thể ghi cái phần tin nhắn gì đó ở đây nè đó, thì bạn bấm vào đây send coi như là xong, chứ không cần phải là bán nguyên cái tài khoản nha. Tại vì tài khoản của mình ấy thì nó liên quan đến là địa chỉ Gmail này và số điện thoại đó, nên không thể nào bán cái tài khoản, mà mình chỉ chuyển cái đồng coin này từ bên tài khoản này sang bên tài khoản khác thôi. Đó là cách bán. Và cái giá thương lượng giữa hai bên, ví dụ như thích hợp như thế nào thì thương lượng với nhau và bán nha. Ngoài ra nếu mà một số bạn á, nếu mà mình có cái đồng Squid này nhiều quá đó, thì bạn cũng có thể là đổi lấy 25 đô ra nè. Ví dụ mình thử bấm vô cho các bạn xem nha. Đổi lấy 25 đô thì nó sẽ trừ của mình đi là 90 invest, đây là 90 lượt mình giới thiệu đấy. Và nó sẽ trừ luôn của mình 450 coin. Như vậy thì nếu mà với cái 450 coin đó thì đổi ra được 25 đô, đổi ra được 25 đô ha. Và cái 25 đô này thì các bạn có thể là đổi sang những cái voucher, và hoặc là trước đây thì nó sẽ cho mình rút về cái cổng của PayPal, nhưng mà bây giờ thì mình không biết nó có cho rút nữa hay không. Cái đó thì hồi trước nó cấm thị trường Việt Nam không cho rút rồi. Ở đây mình có thể, nếu mà mình mời được thêm 79 người nữa thì mình có thể rút ra được 100 đô. Nhưng mà nếu rút 100 đô thì nó sẽ trừ cái lượng Squid của mình cũng khá là nhiều á, nên mình cũng không muốn đụng chạm đến cái này nữa. Bây giờ cứ kiếm thật nhiều đi, để đó và đến mùa hè thử xem coi, kiểu giống như là một cái trò chơi ha, chơi xổ số rồi mua vé số xong chờ xổ ha. Rồi cái cách mà các bạn biết rút rồi ha, mình chuyển nội bộ với nhau nè. Ví dụ như là bạn bè với nhau á, mình tặng cho người ta cái đồng Squid này cũng được. Thì các bạn cứ vào trong đây và chúng ta follow nhau và cũng bắt đầu chuyển ha. Cái tài khoản này của mình thì đăng ký vào ngày 3 tháng 10 2018 nha. Gọi là mình cũng có tuổi đời cũng rất là lâu rồi. Đăng ký từ cái thời đó mà mình chơi đến bây giờ luôn. Rồi đây là một cái video ngắn để mình chia sẻ cho bạn về cái thông tin của cái ứng dụng đi bộ kiếm coin hoặc là đi bộ kiếm tiền này nha. Ở đây thì nếu mà bạn nào đã biết rồi thì thôi bỏ qua giùm mình nha. Còn những bạn nào mà chưa biết cách chuyển cái đồng Squid này sang tài khoản khác á, thì các bạn xem đây và các bạn làm ha, yên tâm, chuyển nó sẽ không có thất lạc đâu. Chuyển đúng cái ID của người nhận là chắc chắn sẽ qua được thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.